lắm. Em không nhà không cửa, sống trôi dạt. Anh cho em qua nhà anh ở nhờ nha. Em mang ơn anh nhiều lắm luôn. Nghe được á, nhưng mà đừng có lừa anh nha. Em định bám lên thân anh rồi hút hết chất dinh dưỡng trên thân anh hả? Đi chỗ khác đi cưng. Tầm gửi, tại sao em khóc? Không ai, không ai cho em ở nhờ hết. Em tư cô vô thần, không nhà không cửa, em biết sống ra sao bây giờ? Thiệt, tội nghiệp em ghê vậy đó. Dâu Tầm, sao em không cho bạn Tầm gửi ở nhờ nhà em? Thôi thôi, xê ra đi. Định bám lên thân cây của mình hả? Cho mình nương tựa nhờ tí, có sao đâu. Dịp dịp, bám vô, hút hết chất dinh dưỡng của mình à. Mơ đi cưng, không xéo khỏi là ăn chọi đó. Ôi, nè, làm gì mà hung dữ vậy chứ? Trời, công nhận luôn á, số em khổ thiệt luôn á Tầm gửi. Mà sao vô Tầm ích kỷ dữ vậy không biết nữa. Không phải em ích kỷ, mà em đang bị thấp khớp, đau nhức muốn chết. Đèo bạn ấy thêm nữa sao mà được. Nếu con bị thấp khớp á, thì con cần phải cho bạn Tầm gửi sống chung chứ. Ủa, Đốc Tao Khỏe nói gì nghe ngộ dữ vậy ta? Đã bị thấp khớp, đau nhức, mà bây giờ còn phải đèo thêm Tầm gửi nè, rồi Tầm gửi hút hết chất dinh dưỡng của dâu Tầm. Đốc Tao Khỏe nói sao Vân Trang nghe thấy nghịch lý quá à. Sao mà sai được chứ? Con quên là khi con sống ký sinh trên thân chủ là cây dâu Tầm á, thì con sẽ có công dụng gì rồi hả? À ha, khi đó nội công của con sẽ đạt thượng thừa, đầy dưỡng chất, toàn chất siêu năng lực. Con sẽ giúp cho những người bị thấp khớp, phong thấp, đỡ đau nhức rất là nhiều luôn. Phải vậy không? Sao từ hồi nào tới giờ Vân Trang nghe nói là cây Tầm gửi có thể điều trị được ho khan, ho có đờm mà. Đó là Tầm gửi trên cây chanh sẽ có tác dụng điều trị ho khan, ho có đờm, còn trên cây dâu Tầm thì sẽ giúp điều trị về khớp. À, vậy là Tầm gửi ký sinh lên mỗi loại cây khác nhau thì sẽ có công dụng khác nhau, đúng không Đốc Tư Khỏe? Đúng vậy đó Vân Trang. Con cần nhớ là nếu con ký sinh trên cây bưởi thì con sẽ hỗ trợ điều trị các bệnh khớp và đầy hơi khó tiêu rất là tốt. À, còn trên cây khế á, thì giúp chữa thoát vị đĩa đệm, đa khớp cột sống. Không ngờ luôn nha. Không ngờ là Tầm gửi ký sinh lên cây nào thì cũng đều có những cái công dụng rất là tốt luôn. Chưa hết đâu nghe. Tầm gửi mà ký sinh trên cây mít hay là cây mãng cầu dai, còn gọi là cây na, thì sẽ giúp hỗ trợ điều trị sốt rét nữa đó. Trời đất ơi, các bạn ơi, mít bưởi chanh gì đâu hết rồi. Mau cho Tầm gửi ở nhờ nhà đi nè. Ơ, khỏi đi, bạn Tầm gửi ở nhà em rồi. Em cần điều trị thấp khớp gấp nè. Hán Tầm gửi ơi, về nhà mình nha Tầm gửi. Ấy chà, sao tự nhiên ngọt ngào thấy sợ vậy ta? Ôi, Vân Trang cũng muốn nổi da gà với bạn dâu Tầm luôn rồi nè Đốc Tư Khỏe. Không được, ở nhà mình nè. Về nhà mình. Công nhận luôn á là mấy bạn nhỏ nhà Đốc Tư Khỏe vui quá là vui luôn à. Quý vị ơi, và thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Vân Trang, Đốc Tư Khỏe và tất cả các bạn nhỏ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.